Thưa quý vị, cuối năm cận Tết là thời điểm mà các loại tội phạm và đặc biệt là tội phạm trộm cắp có chiều hướng diễn biến phức tạp. Tội phạm lợi dụng mọi sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của mình. Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Công an tỉnh Khánh Hòa đã đẩy mạnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh mạnh với loại tội phạm này. Đối tượng Lê Minh Tiến, 26 tuổi, trú tại phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang vừa bị Công an thành phố Nha Trang khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, do cần tiền để tiêu xài, lợi dụng thời điểm đêm khuya vắng người, Tiến đi đến khu vực phường Vĩnh Phước tìm nhà sơ hở để trộm cắp tài sản. Tiến đã trèo lên mái nhà, gỡ mái tôn và đột nhập vào trong trộm 11 máy tính xách tay, một máy ảnh và một điện thoại di động để mang về nhà cất giấu. Xuất phát từ nhà xuống đầu đường Dương Văn Nghe đón như thồ tới Hải Đảo, là tôi xuống xe, bắt đầu tôi mới nhìn ngắm xung quanh là vắng người, về cửa hàng khó cửa ngồi, không có ai trông coi nên tôi nghĩ trong cửa hàng không có người nên tôi cũng bước qua và leo lên cái hàng rào sát cửa hàng, mới leo lên ở trên mở máy tôn đột nhập xuống. Thì khi đột nhập xuống thì tôi thấy những camera xung quanh, thì tôi mới lấy một cái cây tôi chọn rớt một trong những số những camera trên, là xuống là tôi mới mở cửa tủ đựng mắt bút, rồi lấy hai cái giỏ trong cửa hàng đựng số mắt bút trên. Theo cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang, các đối tượng tội phạm thường đột nhập vào nhà dân bằng nhiều cách như dùng kìm cộng lực phá khóa, mở mái tôn, phá cửa kính hoặc leo vào nhà qua các ô cửa thông gió. Thời điểm mà chúng thực hiện các vụ trộm cắp thường là vào đêm khuya, lúc người dân đang ngủ say để tránh bị phát hiện. Đội cảnh sát hình sự đã chỉ đạo lực lượng trinh sát chủ động nắm chắc địa bàn, quản lý chặt chẽ đối với các đối tượng thuộc diện quản lý, để chủ động phối hợp với lực lượng cảnh sát khu vực rà soát, lập danh sách các đối tượng băng nhóm có biểu hiện phạm tội, từ đó xây dựng nhiều cái kế hoạch để đấu tranh triệt phá. Phối hợp với các đội nghiệp vụ trong lực lượng công an thành phố thì lập một cái tổ công tác để tập trung tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn vào các giờ cao điểm, các cái tuyến trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, và trong đó là tập trung để đấu tranh đối với các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật và cướp tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố. Bất kỳ sự sơ hở nào của người dân đều có thể trở thành điều kiện để bọn tội phạm hoạt động. Vì thế, bên cạnh các biện pháp đấu tranh của lực lượng công an, người dân và các cơ quan doanh nghiệp cần luôn nêu cao ý thức cảnh giác, chủ động có biện pháp bảo vệ tài sản của mình để bọn đối tượng không có cơ hội ra tay, nhất là khi Tết Nguyên đán đang cận kề.